Hello mấy tình yêu của em. Thì bữa nay cái dòng cước mê công gai 500m nó về thêm màu mới nữa nha cả nhà. Thì hiện tại cái màu xanh lam á, xanh lam bữa giờ anh em mua nè là màu này ha. Thì hiện tại bên shop chỉ còn được có hai size là số 10 0.52 và số 12. Số 12 là 0.57 nha cả nhà. Lưu ý giùm em ha. Cái màu xanh lam này nè, cái màu xanh lam bữa giờ em bán á thì còn được có hai màu thôi. 0.52 và 0.57 đó, nên là bên em quyết định là tại vì bây giờ nó đang hụt size á thì em đang nhập thêm một màu nữa, một màu mới nữa, một màu mới, màu đó là màu xanh xanh, em gọi là xanh nhớt nha cả nhà, em gọi là xanh nhớt. Thì em bỏ cái này qua một bên đi. Đây, hai màu xanh lam thì nó còn được hai size, thì bên em về thêm một màu mới nữa, nó tên là màu xanh nhớt. Thì không biết anh em gọi màu này là màu gì, thì em thấy nó giống giống cái màu của nhớt xe cả nhà, màu xanh nhưng mà giống màu của nhớt xe nên em gọi là xanh nhớt luôn. Thì nó vẫn có đủ 4 màu ha, số 8 0.47, số 10 0.52, số 12 0.57 và số 14 là 0.62. thì cái dòng mê công này em đã test thử á, test tỉnh á nha cả nhà, test tỉnh á là size 0.62 này kéo tỉnh là 18-19 kg nha cả nhà. Bắt cá cha bò là từ hàng 15 đến hàng 25 là tầm khoảng 6 con trong một bữa đi câu. Và cái size 52, cái size 52 á thì kéo tầm khoảng một bữa đi câu là 9 con cá tra trong hồ vậy, trong hồ cá thịt đó cả nhà, cá tra trắng á, trong hồ cá thịt thì hàng nó tầm khoảng chừng 3 kg đến 6 kg. Thì bữa nay em chưa có test dây 0.57 thì em sẽ dùng cái dây 0.57 này cả nhà. Màu xanh nhớt nha, màu xanh nhớt. Em sẽ test cho cả nhà mình xem. Thì cái video này là cái video để em báo cho cả nhà mình biết là em có về màu mới đó. Và cũng sẵn đây em sẽ đi test cái dây 0.57 này cho cả nhà mình xem ha. Màu xanh nhớt. Giá bán của cái cuộn này á là 180k nha cả nhà, 180k. Nhưng mà anh em được hai cái ưu đãi của shop luôn. Một là anh em sẽ được tặng một bịch khóa đai qua xịn sò luôn. Nếu anh em lấy size lớn, ví dụ lấy số 12, số 14 thì bên em sẽ tặng cho anh em một bịch khóa số 1. Số 1 là số lớn nhất ha, một bịch nó 7 cái. Thì cái này anh em quýnh cá cha là thoải mái nè. Còn anh em mà lấy số nhỏ để dành câu xong, câu đăng xê, ví dụ lấy số 8 với số 10 thì em sẽ tặng cho mình bịch khóa số 3. Bịch khóa số 3 được 8 cái. 8 cái thì lực tải được 90 lb, còn số 1 á 7 cái thì được 110 lb. Và em sẽ bao ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Bao ship toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Anh hiểu ý em không? Tức là khi anh em chốt một cuộn mê công 180k này, một size nào bất kỳ nha, cứ một cuộn em tặng cho anh em một bịch khóa, hai cuộn em tặng hai bịch khóa, và cứ một cuộn là em sẽ bao ship chuyển tới nhà là chỉ 180k thôi, trên một đơn hàng. Đó, thì bây giờ mời anh em xem cái đoạn video em test dây 0.57 màu xanh nhớt nha cả nhà. Tại có màu mới về nên em lấy đi test luôn, 0.57 màu xanh nhớt, mà anh em đón xem nha. Đang test dây nha anh em. Rồi nó chạy. Test dây ở hồ Hải Đen, Nhà Bè, quận 7. Mê công công xanh nhớt. Đang test dây số 12 5.7 0.57 nha. Cá chạy như cá chim. Lượng dữ à. Ừ.
Mê Công 57 nha anh em, Mê Công xinh nhất. Sati 8000, ép thẳng tay luôn. Chơi cho đừng xả luôn cây, sức cứng luôn cây. Mày hả mày? Rồi xong luôn rồi đó. Hết xả luôn rồi đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ý. Shimano là để đâu? Shimano ba để trong này nè. Rồi, đợi. Trời ơi nữa kìa. Ơi nữa kìa tí ơi. Cầm máy quẹt xuống tí ơi. Đó. Đâu rồi? Cái con Google đang quay pen luôn đó, lúc pen luôn đó. Google đang bấm mà đúng không? Để dành mình để dành mình đăng từ từ. Sao con này không bò hả? Ừ. Chắc xả pin rồi cho chạy chơi quá. Đâu xả cây. Xả cây, đây xả pin cây. Dít nhẹ. Đang siết hay đang xả? Nó gần vô kìa, nó mới chạy. Di khỏe, cần khỏe, máy khỏe anh em. Ép luôn rồi đuối. Nó ép luôn. Ép luôn bây giờ nó mới chạy nè. Vì nó mới siết pin nè. Chưa chịu chạy nữa. Pin lỏng nha. Tết dây phải pin cứng nha. Tết dây mày pin lỏng quá nha. Nổi đầu. Ngày dây cấp nổi mấy viên ơi, cấp nổi đâu dữ vậy? Ngày dây cấp nổi gì nè, nổi về đây luôn. Nó mày hả mày? Cán của hồi giải ăn không hết luôn. Mày. Rồi cá xỉu luôn rồi.